Xin chào các bạn nha. Mình giới thiệu bạn là đây là con chó rốt đực nha các bạn nha. Ai có nhu cầu ấy thì mua con này về là coi nhà, coi vườn, coi nhà xưởng nha. Con này được 2 năm tuổi nha các bạn nha. Con này đã được 2 năm tuổi. Mình ở Long Khánh, Đồng Nai nha. Con này nặng 60 cân nha các bạn nha. Đồng to con nha các bạn nha. Ngực rất là to. Mình quay lại cho cái mình cho coi. Chân tay là không có tật lỗi gì nha. Ai có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo nha. Rồi mình quay trực tiếp lại cho coi nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.